Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 18 rồi. Cố lên, chuẩn bị sang ngày thứ 20 để chúng ta sẽ mở ra một tính năng đồng hành pet. Hai ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể vứt được thêm thứ nhất là em Chu Tước hoặc là em Ứng Long vào trong đội hình để cho đội hình nó mạnh mẽ hơn, gia tăng thêm yêu lực anh em nhé. Còn giờ thì vẫn là một số công việc thường ngày. Mình sẽ nhận một số những phần thưởng, mỗi tội là không có gì ăn thua cho lắm anh em ơi. Ok, con cóc cho mày bay luôn này. Hôm nay thì vẫn tiếp tục là cái sự kiện luyện hóa pháp bảo thôi. Nhiệm vụ luyện hóa này. Rồi, tiêu chiến pháp bảo, đấu pháp các kiểu, các đại điều luôn. Tiêu hao ngự linh thạch, rồi thì chặt cây các thứ. Chặt cây thôi nhỉ. Giảm thời gian phát đã, công việc đầu ngày. Đấy anh em thấy không? Mình bây giờ lại chỉ còn có 8 ngày nữa thôi. Mà hôm nay giảm giết các thứ đi nữa, tịnh bình thủy lấy all-in. Thì khả năng cao là chỉ còn tổng cộng là 4-5 ngày nữa thôi cũng nên ấy, là có thể lên cây 14 rồi. Dành cho những anh em nào mà thấy cây của mình lên chậm quá thì anh em hoàn toàn là có thể cho vào trong cái phần phúc địa này. Đầu tư vào cái gói chuột, mình thì có đầu tư cái gói chuột nhé. Thì trong cái phần tự động cài đặt này này anh em này, anh em nhớ lấy tịnh bình thủy từ level 3 trở lên nha. Là ok đấy, bú luôn, cây nhanh lắm. Thẻ tháng nhận luôn là còn 14 ngày, tương đương cả 2 tuần nữa thôi là thẻ tháng nó hết rồi. U là trời, căng thẳng quá anh em ơi. Ơ, còn cái gói gì dưới này ta? À không, tích ngày ấy hả? Tiên xuyên snow, no sake. Nhận luôn, phước lành, điểm danh phát. Chính ra là mỗi một tuần nếu như anh em mà có 25k, chịu khó đầu tư vào đây là cũng mình thấy ổn đấy. Giảm được khá khá thời gian anh em. Vận may, gói này miễn phí. Nhiệm vụ vận may thì vẫn cứ là chặt đào và thêm một số cái nhiệm vụ liên quan đến thu hút tinh quái này. Ở đây thì mình nhấn chia sẻ một lần nha. Còn bây giờ thì sẽ đi thu hút tinh quái luôn anh em ạ. 1, 2, 1, úi giời. Để mình xem nó cứ là bao nhiêu lần nhá. 1 này, 2 này, thế vẫn phải x10 thêm phát nữa. U là trời, không ổn rồi. Phát nữa đi, u là trời, căng nhẹ. Đây rồi, 3 này. May quá lại nâng cấp em sơn dã tinh lại ngon. Sơn dã tinh level mấy? Ui, skill level 5 luôn. Oh yeah, khi HP lần đầu dưới 30% là hồi được 24% HP tối đa nha anh em. Tăng cấp luôn. 5 lần chứ nhỉ? Tiết kiệm từng ly từng tí một anh em ạ, đủ rồi đấy. Ơ khoan, tăng cấp. Ơ chỉ cần tăng cấp có 3 lần thôi. Mình lố mất 2 lần anh em ạ. Đèn thế nhỉ? Nhưng không sao, 9 trên 10 này, chỉ cần thêm một nhiệm vụ chặt cây, chặt đào các kiểu nữa thôi là mình sẽ đủ 10 trên 10 nha anh em. Luân hồi điện. À đúng rồi, tiếp tục hành trình thôi anh em ơi. Tình hình là không biết có ra được em Ứng Long nào nữa trong ngày hôm nay không anh em nhá. 522 ngự linh thạch là phải xả luôn. U là trời. Ôi giời. Niên kìa. Ứng Long đi. Ứng ô hai ảo thật đấy. 4 lần nữa là ra một linh thú đỏ nữa rồi mà vẫn chưa thấy Ứng Long đâu. Ôi thanh long này, chính ra thanh long là cũng được ấy, nhưng thôi bỏ qua đi. Chơi một em linh thú đỏ đã là đủ lắm rồi anh em nhé. Lại là niên à, 5 lần nữa liệu có ra được không đây. Ứng Long đấy, 2 lần. Ôi giời ơi. Phát nữa xem nào. Ui kìa, toàn nghề. Đèn quá. Nếu như anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh như thả like video để nhân phẩm của mình nó bùng nổ hơn tí nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. 5 lần. 5 lần. Ôi vãi. Bịp thế nhở. Bạch hổ này. Khoai chưa. Lại tiếp tục là một em kế mông và không phải là Ứng Long anh em nhá. Reset cho bằng hết luôn này. Ôi toang rồi, loan điểu kìa. Ôi giời ơi. Ảo thật đấy. Và lần cuối cùng. Hôm nay reset chán quá anh em ạ. Thử vận may trong này xem nào. Reset linh thú nó đã đen rồi. Thì không biết là ở trong cái phần vận may này nó sẽ ra làm sao đây. X10 anh em ơi, quyết mới không muốn bỏ qua hạt ảnh. Cũng đèn nốt ạ. Chán chưa. Ai xì bà.
Thôi được, có một món yêu lực tăng lên như thế này là cũng vớt vát thêm phần nào nỗi buồn anh em nhá. Càng quá, mấy hôm nay đen kinh khủng luôn. Thị thú ban phúc nè, 88 chưa được gì, phải 100 lần cơ, 120 lần thì được một cái thần thông của đạo tùy chọn này. Được, tuyệt cả là vời, luyện hóa pháp bảo, tiếp tục thôi. Miễn phí này, mua luôn ba cái này anh em nhá. À thôi khoan, mua cả ba cái đấy nó cũng chả được gì đâu anh em ạ, không đạt được cái mốc này đâu. Đấy, nên là thôi, kéo thì mua nữa để tiên ngọc đấy càn quét đào còn hơn. Đây là đấu pháp khiêu chiến 3 lần đúng không? 3 lần luôn chứ còn gì nữa. Múc 1 vã này, 2 vã này, gấp đôi yêu lực chẳng nhẽ không thắng được. Nhưng mà dù vậy thì bạn ấy chơi em chu tước thì anh em có thể nhìn thấy là mình bị choáng liên tục từ nãy giờ. Nhân vật chính không được đánh tí nào nha, chủ yếu đánh với ông già thôi. Đấy là cái khó chịu khi mà chơi choáng kết hợp với cả chu tước là vì thế anh em ạ. Sau này bước sang ngày thứ 20 chúng ta lại đồng hành thêm em chu tước nữa thì thôi rồi lụm ơi luôn, một khi đã dính choáng thì chỉ có một đứng im, cú lắm anh em ạ. Ây à, mày à bưởi. Trận thứ ba nha. Rồi anh em yên tâm, sau này khi mà mở ra tính năng phân thân thì mình sẽ build choáng các kiểu con đà điểu để cho anh em có thể là xem nha. Thế anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha, và bật tất cả chuông thông báo để tránh bị miss video đến từ mình nha. Ok, luyện hóa pháp bảo tiếp tục là có một nhiệm vụ được hoàn thành và tăng cấp linh thú một lần á, đơn giản luôn. Tăng cấp vận may 500 đào đã thành công, lên cái uầy 371k điểm chiến được cái nhỉ. 30 đào này, phát cuối cùng. Mấy bố bảo là được mấy cái xương quét đỏ trong này mà mình chưa bao giờ mình được, cú vãi. 26 phát đúng không? Rồi lên được level bao nhiêu? 11. Đấy, lên được 11 là hết rồi. Anh em bảo làm sao mà có thể lên được level 65 để mà kiếm được một em pet kia. Khoai lắm anh em ạ, nên là đừng có hy vọng nha. Trừ khi anh em nạp thì mình không nói, còn nếu không thì thôi. Tạm thời là cứ chơi vui vui lằng tằng nhàng thì thôi. Né này, tu luyện tiếp xuất sư. Wow, 10 đào luôn ngon. Xuất sư tiếp nào, cáng hút máu cùi nhẹ, tu luyện tiếp xuất sư. Ui giời ạ, trắng lốp. Chiêu thú này, 1, 2, 3 và 4. Đồng hai à, tu luyện chứ. Xem video luôn. Rồi. Xem nào, hôm nay tông môn mới được có 7 em mà phát này hình như là phải tu luyện 20 em thì mới có thể là cho liền lên level 12 sao ấy. Dùng luôn. Thể lực mình tích lũy hơi nhiều đấy, mấy hôm trước hơi bận cho nên là chưa rèn luyện cho bọn đệ tử này nó lên được. Phản công à, vẫn là dòng xanh lè xanh lét thì thôi. Tu luyện quá. Xuất sư luôn à. Đến đồng hành nha. Cho mấy con cùi bắp này cũng được. Đây. Xuất sư luôn này, kháng né này. Kháng né cũng tạm được, với tội là dòng lam đấy thì thôi. Xuất sư phát nữa xem nào. Mình chưa được con nào là dòng cam đâu anh em ạ. Nhớ anh em là được con dòng cam rồi đấy. Chiêu thú 1, 2, 3 và 4. Bổ sung thể lực tiếp tục tu luyện anh em ơi. Uầy, phát này cần tận 220 điểm thể lực luôn á. Căng dữ. Rồi, cố lên nào. Ai xin bà, dạo này video flop quá. Cơ bản là anh em không muốn like đấy. Nên là nếu như mà anh em tích cực cho xin một nút like là hợp lý luôn. Đấy, để video nó quay trở về trạng thái ban đầu cái anh em ạ. Flop hơn là trước bao nhiêu ấy, chắc là cũng mùa Euro nữa. Anh em là cũng chuyển sang là xem Euro hết rồi. Thế thành ra là video flop kinh khủng luôn. Nên là nếu như mà được thì anh em có thể ấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất rất là nhiều luôn. Rồi này,
tu luyện. Còn em cuối cùng xuất sư. Lại là một dòng xanh lè xanh lét luôn ạ. Chán thế nhở. Thêm 4 em nữa này. 1, 2, 3 và 4. Lần này là không đủ thể lực rồi. 729. Thế thôi, cho nó hồi ở đây nha anh em. Luyện hóa pháp bảo. Không lên được cấp tiếp theo luôn ạ. Chịu luôn ấy. Tiên duyên có thêm 50 đào này ngon. Hôm nay cứ có đào là mình vui rồi. Chấn niêu tháp. Rồi, chọn nhanh luôn. Được bao nhiêu tiên thiên linh thảo? 155 thôi á. Ít thế nhỉ. Tiếp tục là múc cái huyết mạch thôi. Ồ, phẩm này nó bắt đầu là chiếm đa số rồi này. Chuẩn bị tăng cấp bậc, tăng yêu cầu lên thôi. À đúng rồi, mấy hôm nay quên mất trong phần tiên hữu này mình chưa nâng cấp này. Thử xem là tích được bao nhiêu. Ủi, mới 168 đạo thư thế à. Ít thế. Bạo kích liên kích. Cứ tưởng nó phải tầm mấy trăm rồi chứ nhỉ. 73. Còn 7 level nữa thì mới lên được 80 thì mới mở cột mốc tiếp theo anh em ạ. Hơi khoai. Càn quét kêu chiến vương. Đâu thử đánh ải này xem đã đánh được chưa nhỉ. Mày có bạo kích. Mày có bạo kích này. Nó trâu phết anh em ạ. Nó có liên kích thì phải hoặc là phản công. Ồ, bạo kích của mình ngon chưa. Bú luôn. Công nhận là build thêm và bạo kích cái là đi mấy cái này hợp lý luôn anh em ạ. Dị thú xâm lược này. Lâu lâu chưa đánh dị thú xâm lược nhỉ. Xả hết bao nhiêu đào sau đó đi đánh thì sẽ hợp lý hơn. Bởi vì lúc đấy yêu lực của mình nó sẽ tăng mạnh hơn anh em ạ. Độ kiếp phát sau thì là level 269 ạ. Căng đấy chứ. Tranh thủ đi vượt một vài ải xem như thế nào nha anh em. Được, chơi được. Easy. Ấy. Ok. Không biết là có cái ải tiếp theo nó có ấy không ta. Ui, một bình à. Một bình. Thế thì ải tiếp theo khả năng sẽ là tầm hơn 20 bình đấy. Nâng cấp lên cây 14 cái. Ok. Ok. Ui, vẫn chưa. 20 tiên ngọc anh em ơi. Cố lên nào. Giờ này mình chỉ cần bình thôi. Lên cây càng nhanh càng tốt nha. Giờ này mình mới thấy là tầm quan trọng của việc lên cây anh em ạ. Lên cây sớm mà vẫn làm cái gì đấy có lợi thế hơn rất nhiều. Liên kích ok. Đây rồi, 26 bình nha anh em. 26 x 5, 56, 30. 130 phút, 130 phút thì tương đương với bao nhiêu tiếng ta? Hơn 4 tiếng nhỉ? Ok. Đúng không nhỉ? Làm gì được 4 tiếng ta? 2 tiếng 15 phút. Toán học ngày xưa mình hơi dốt tí anh em thông cảm nhé. Xác nhận luôn 2 tiếng chẳng ngon à. Gói siêu hời này. Đây này, có thêm 100 tiên ngọc nữa này anh em. Sau này khi mà chúng ta bước sang ngày thứ bao nhiêu nhỉ? Hình như 30 sao? Chúng ta có thêm một cái gói nữa để mua thêm liên quan đến tiên ngọc anh em nhé. Nếu như mình nhớ không nhầm là trước đây là mình đã mua một cái gói tu vi rồi. Và cái gói tu vi đấy chính là cái gói mà cung cấp cho mình rất là nhiều tiên ngọc. Gần 30k tiên ngọc. Đấy. Thì sau này chúng ta lại tiếp tục có một gói tương tự như thế nữa. Nếu như hết tiên ngọc thì mình lại mua gói đấy là hợp lý. Xài hết 30k này thì mua tiếp nha. Hoặc là khi nào mà anh em ấn đăng ký kênh nhiều nhiều tí. Hoặc là kiểu donate tí. Thì mình sẽ có thêm một kinh phí để nạp thêm vào đây. Chứ còn nạp hết tiền rồi. Ai xì bà. Bây giờ nạp nữa là vợ oánh chết ấy. Toàn lắm. Vợ dòng này đánh đá có bầu ghê thật. Hơi tí phật ý phát lọc. Đấy, nó là như vậy luôn anh em ơi. Mà vợ mình build theo môn phái kiểu là build né và bạo kích. Hề luôn, nếu như mình đấm thì không trúng phát nào, né liên tục. Còn đâu vợ mình mà đấm phát nào là bạo kích phát đấy. Ui dồi ôi, điếng luôn. Sợ thật. Kinh khủng lắm anh em ạ. Thế cho nên là hết sức cẩn thận nha. Cộng hưởng này. Tăng cấp, bạo kích hoạt này. Ơi, ngon. Tuyệt clever ơi. Ơi, có món ngon này. 305k. Nó có phải là hợp lý anh em ạ. Tiếp tục đi mạo hiểm để xem ra là vượt được cái này bao nhiêu anh em ơi. Yêu lực của bọn quái này bây giờ đang là 6.000 vạn. Ây à, bắt đầu thốn rồi đấy. Bắt đầu thốn rồi đấy anh em ơi. Ây à.
đau gớm nhở, mà nó bắt đầu trâu hơn đấy anh em. Lại còn có choáng nữa, mình cú. Cố đi. Đúng rồi, hợp lý luôn. Nhưng mà nhìn chung là đi đánh ải này thì vẫn sợ nhất là ông lực ca trâu vách cơ biểu. Đấy anh em có thể thấy nha, dạo này là con game này mỗi lần mà tham gia những cái phụ bản kiểu như thế này là bắt đầu có dấu hiệu giật la cú vách cả trưởng luôn anh em ạ. Hy vọng rằng là bản cập nhật sắp tới nó sẽ fix được cái lỗi này, chứ không thì cũng hơi khó chịu tí đấy. Châu này, bốn này, ôi dồi ôi, choáng liên tục luôn anh em ơi. Đeo thử cái kháng choáng vào nữa mà vẫn bị thì thôi, lại tiếp tục là đi cái ải yêu lực các thứ thôi, chứ còn thì thời điểm hiện tại có lẽ là chưa qua được. Đấy, chơi cứ phải chiêu chiêu như thế nó mới gọi là hợp lý. Chơi game chứ đừng để bị game chơi anh em nhé. Ôi kìa, ôi kìa, sống được, sống được, hay quá, hồi sinh dậy này. Ui, gần được kìa anh em. Thế thì chặt thêm một tí cây nữa là hợp lý đấy. Khi mà lên thêm một vài trăm vạn yêu lực nữa là mình có thể vượt qua được cái ải đấy thôi. Khá là easy, 7.16 này. Cái ải mà mình yêu cầu được độ kiếp là bao nhiêu? 7.14 nữa, đơn giản. Nếu như anh em chỉ cần nhìn trong này là biết mình có đang đạt tiến độ hay không. Ở thời điểm hiện tại, ví dụ như cấp tối thiểu của nó là 269 là anh em đã vượt, là anh em phải vượt được cái ải 7.14 rồi. Nhưng mà bây giờ mình ở level 255 mình đã vượt được rồi là ok, là đang đảm bảo tiến độ, đơn giản như vậy thôi. Trận tụ linh. Thôi chết rồi, cái trận tụ linh này hôm nay quên không thả vào đây rồi. Hoài thế nhở. Du ngoạn. Thêm 6 lượt đi, có thêm ký đào anh em nhá. À đấy, nhìn mấy cái viên đá màu đen đen kia thì mình nhớ ra là đi bí cảnh lục đạo để kiếm thêm vài viên đá nâng cấp cho phần tu luyện trang bị đấy chứ. Tinh luyện trang bị. Rồi, ải này thì không có rồi. Ây à, châu phết nhở. Hồi máu các thứ cú ghê đấy. Bạo kích này, ok. Úi giời ơi, 64, hình như 65 là có thêm mấy cái viên đá liên quan đến tăng bậc ấy. Mày nằm xuống chưa? Ây à, mày nằm xuống chưa? Lão à? Quá chưa à? Tầng 70 rồi. Thế thì cũng hơi khoai đấy anh em ạ. Mày phát này, ây à, ăn được, ăn được. Úi, bạo kích phát nổ là ok luôn đấy. Nằm xuống không? Nằm xuống không? Úi dồi ôi, bạo kích thốn chưa? Ôi, liên kích 2-3 phát mà không nổ bạo kích, cú nhỉ? Nó kháng bạo sao ấy? Đấy, đấy, hình như nó kháng bạo thật anh em ạ. Mày này, lão. Thêm phát nữa đi. Ây à, đau nha. Cho mày nằm xuống luôn. Ui, nó có xương giã tinh nên thành ra được hồi máu anh em ạ. Mày này, ôi kìa, kim quang hộ thể à, ghê đấy. Tầng 70 này, có thêm 30 cái đá, ồ tuyệt vời. Với 30 viên đá này thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp được đấy. Con này không có kháng bạo, cái đánh ải nó nhanh ngay anh em nhé. Quà là có 5 cái dẫn hồn chú đúng không? Tuyệt vời. Tinh luyện trang bị bậc 2, đấy lên luôn này. 178k điểm yêu lực luôn. Ấy, hết rồi á? Hết cái đá màu đen rồi á? Nhanh thế. Kích hoạt giảm sát thương cuối cũng 2%, tuyệt vời. Đấy, yêu lực của mình lên 4.500 vạn anh em nhé, cố lên. Giờ thì xả nốt 1.500k đào này thôi. À chứ nhỉ, ơ đúng không, 1.500 đào nhá. 1.500k tương đương 1.500.000 thì còn đâu nữa. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm series Tiểu Yêu Tầm Đạo này cùng với mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.